Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Chồng Mới của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì Hoàng tay xách nách mang rất nhiều trái cây, sữa, bánh kẹo tới cho Hòa. Hoàng thấy Kiên cũng ở đây thì không quá bất ngờ, anh vẫn thản nhiên kéo ghế xuống ngồi bên cạnh. Em còn đau lắm không? Sáng giờ anh bận quá nên giờ mới qua thăm em được. Tôi đỡ rồi, anh cũng không cần phải qua thăm tôi nữa đâu. Anh bận công việc thì cứ lo mà làm. Anh tự sắp xếp được, ngày nào anh cũng tới thăm em. Sau em nói bố mẹ không cần phải thức ở đây trông em nữa, anh sẽ nhận nhiệm vụ đó. Không được, không được. Cả hai người cùng đồng thanh đáp lại, làm cho Hoàng có chút ngại ngùng. Tuy nhiên anh nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên ban đầu. Anh vẫn khẳng định chắc nịch. Tôi đã quyết định rồi, em không cần phải khó xử đâu. Kiên cứ nhìn đối thủ bằng ánh mắt khó hiểu. Anh thua Hoàng ở điểm không thể tùy ý làm những việc mình muốn, cũng không thể thức khuya mỗi đêm ở đây với Hòa. Công việc của anh đòi hỏi một sự tỉnh táo, chính xác cao độ. Chỉ cần bất cứ một sai sót nhỏ cũng phải trả giá bằng cả tính mạng của bệnh nhân. Vậy nhưng Kiên khá lo lắng nếu như Hoàng cứ mặt dày ở đây. Anh sợ mưa dầm thấm lâu, Hoàng có cơ hội tiếp xúc với Hòa, lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm. Anh lấy hết can đảm rồi nói. Cô ấy đã không thích, anh miễn cưỡng cũng chẳng được gì. Hoàng phá lên cười. Tôi tự nguyện đấy chứ, cô ấy bây giờ chưa thích tôi. Nhưng ai dám đảm bảo sau này, cô ấy cũng không có tình cảm. Đời còn dài, chưa ai nói trước được gì đâu. Kiên tiếp tục công kích. Vậy chúng ta cùng đợi đi. Tôi với cô ấy chí ít còn có điểm chung sở thích, tôi cũng sẽ không nhún nhường nữa. Hòa cảm nhận được mùi thuốc súng quanh đây thì gắt lên. Hai anh làm cái gì đấy? Thôi ra ngoài đi cho tôi còn nghỉ ngơi. Tự dưng tôi buồn ngủ quá, mắt mở không có nổi nữa rồi. Hoàng định ngồi đó trông cho Hòa ngủ, nhưng đã bị Kiên lôi ra ngoài. Ai cũng bất ngờ, bởi vì trước đây bác sĩ Kiên vốn nổi tiếng là một người điềm đạm, có phần nhút nhát. Hai người họ kéo nhau ra ngoài tít ngoài xa, cứ thế nói chuyện rõ ràng, vạch ra ranh giới, hứa sẽ cạnh tranh công bằng với nhau. Họ đều mong Hòa sẽ hạnh phúc, nhanh chóng hồi phục. Dù cô ấy có lựa chọn ai đi nữa thì người còn lại cũng sẽ chúc phúc. Hoàng cũng kể lại chuyện Lý cho Kiên nghe. Trái với suy nghĩ của Hoàng, người kia lập tức nói rõ tình cảm của mình với Lý. Anh cũng không muốn tỏ ra quan tâm vì sợ cô lại nuôi hy vọng không đáng có. Kiên chỉ coi Lý như một người bạn, cô không có bất cứ tình cảm nam nữ nào. Hoàng hiểu suy nghĩ của Kiên, anh chỉ thương xót cho tình yêu đơn phương của Lý. Sáng nay khi tỉnh dậy, cô ấy chỉ cảm ơn Hoàng rồi rời đi luôn, không hề nán lại nhà của anh hay tìm cách tiếp cận. Hoàng bỗng nhớ lại ánh mắt thất thần của Lý thì bỗng chột dạ. Nguyên đêm qua, cô ấy còn cứ nói lảm nhảm, khóc lóc một mình. Hoàng đứng phắt dậy, vỗ mạnh vào vai của Kiên. Tôi đi trước có việc, lát nói với Hòa giúp tôi. Anh ấy bước thật nhanh ra khỏi đây như đang có chuyện gì quan trọng lắm. Kiên cũng bắt đầu một buổi chiều đầy bận bịu. Anh qua phòng của Hòa tâm sự với cô ấy thêm một chút nữa rồi mới đi làm. Hoàng vừa lái xe ra khỏi bệnh viện, vừa gọi điện cho Lý. Cô ấy lí nhí. Anh gọi gì tôi đấy? Cô đang ở đâu vậy? Bờ sông. Này, cô đừng có nghĩ quẩn, tuyệt đối không được nghĩ quẩn đâu đấy. Gửi định vị đi, tôi đến ngay. Anh đến làm gì? Tôi ngăn cô làm việc điên rồ lại. Đồ thần kinh. Lý tắt máy luôn, nhưng Hoàng lại gọi tiếp. Mấy hồi chuông sau cô ấy mới miễn cưỡng nghe máy, nhưng hét lên. Anh gọi cái gì nữa? Phiền phức quá. Cô đang ở đâu? Tôi đang ở đâu mặc xác tôi chứ? Anh lo cho bản thân anh đi, hơi đâu quan tâm tôi cho mệt. Cô là bạn của tôi. Lý bỗng dừng lại, cô không còn nổi điên nữa mà dịu giọng. Tôi đi xem người ta câu cá, yên tâm đi, tôi không ngu ngốc tìm đến cái chết nữa, anh không cần phải lo lắng.
Cảm ơn anh vì lúc tôi chán đời nhất đã luôn bên cạnh tôi. Nếu như sau này bác sĩ Hòa chọn anh Kiên thì chúng ta cũng sẽ thành một cặp nhé. Câu nói này làm cho Hoàng chấn động. Anh cứ im lặng không biết phản ứng thế nào. Còn Lý thì vội cười. Tôi đùa đấy, anh đúng là nhát như thỏ đế. Cô ấy nói xong thì tắt máy. Trái tim của Hoàng lúc này vẫn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là cô gái đầu tiên tỏ tình với anh, mà cũng không hẳn là tỏ tình. Hoàng nghĩ rất nhiều về Lý, đến mức suýt tông phải bà cụ đang sang đường. Người con gái đi cùng đập cửa hét lớn. Mù à, đi đứng kiểu gì đấy? Hoàng vội xuống xe, rối rít xin lỗi rồi đỡ bà cụ dậy. Bà cụ già nua, da rẻ nhăn nheo, đang ôm bụng rồi thở hổn hển. Không sao, không sao đâu. Hồi xưa bao nhiêu thằng Tây nó tra tấn, nó đánh đập thậm tệ tôi còn sống được tới tận bây giờ. Tôi là mẹ Việt Nam anh hùng đấy. Mấy đứa con của tôi đều đã hy sinh anh Dũng. Hôm nay là ngày giỗ của ông nhà tôi. Tôi mãi nghĩ tới ông ấy nên mới qua đường nhanh quá. Cậu không có lỗi đâu. Cô cháu gái vừa dìu bà dậy vừa ấm ức. Bà lúc nào cũng nghĩ cho người khác thôi. Rõ ràng anh ta sai rành rành thế này cơ mà. May mà cháu kéo bà kịp đấy. Bà có đau lắm không? Bà cụ cười hiền lành. Nãy bà bị choáng tí thôi chứ không có sao hết. Thôi mình làm khó người ta làm gì. Chuyện gì cũng nên dĩ hòa vi quý. Giúp ai được thì giúp. Cuộc sống này mới có ý nghĩa. Cháu cũng nên nhẫn nhịn lại. Mọi chuyện đều có cách giải quyết cả. Không phải động tí là chửi bới om sòm, đánh cãi nhau hay ho gì mấy cái đó. Hoàng phục sát đất trước lý luận của bà cụ. Anh cũng rút ví ra đưa cho bà một chút tiền, nhưng bà ấy lắc đầu từ chối. Tôi không sao thật mà. Tôi cũng không cần phải tiêu nhiều tiền quá. Nhà nước nuôi tôi rồi. Tôi có hai đứa cháu, một nội một ngoại. Cả hai đứa đều thành đạt. Cậu cứ để tiền đó mà dùng. Nếu như có điều kiện thì giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Bà nói xong thì bước đi luôn. Hoàng vội chạy theo đưa tiền cho bà. Cháu biếu bà, chúc bà ngày càng khỏe mạnh, sống vui vẻ bên con cháu. Hoàng sợ bà lại từ chối nên đưa xong thì cúi đầu chào rồi bước nhanh lên xe. Bà ấy nhìn theo rồi gật đầu. Công nhận người có ăn có học, nói chuyện dễ nghe thế đó. Con trai mà còn điềm đạm, chứ cháu lúc nào cũng sồn sồn lên, chưa gì mà đã chửi ỏm tỏi. Bà còn ngán cháu, huống hồ là người ngoài, không thay đổi tính nết, cứ giữ như sư tử Hà Đông, có ma nó thèm xước, ế tới già. Xưa bằng tuổi cháu là bà đã hai con rồi đấy. Cô gái kia cười híp mắt. Ế bây giờ là xu thế đấy bà. Bao nhiêu người ao ước được tự do như cháu mà còn không có diễm phúc ấy. Cháu cứ ở với bà, chăm sóc cho bà cả đời, khỏi chồng con làm gì cho mệt xác. Bậy nào, nhanh nhanh lấy chồng mà kiếm lấy đứa bé. Bà còn khỏe, bà phụ trông chắt cho. Chúng mày bây giờ toàn có tư tưởng gì đâu không đấy. Xã hội mà chỉ nghĩ cho lợi ích cho bản thân. Thời xưa cứ đẻ ầm ầm, lại còn chiến tranh khổ cực. Thời nay cái gì cũng có mà lại sợ đẻ. Chán thật. Cô gái phá lên cười rồi dắt bà đi luôn. Hoàng đứng từ xa quan sát. Khi thấy họ đi rồi, anh mới lái xe về nhà. Suốt một đêm, Hoàng cũng không tài nào chợp mắt nổi vì câu nói bâng quơ của Lý. Anh không nghĩ mình lại có ấn tượng mạnh tới vậy. Anh bỗng nhớ lại lần đầu tiên mình và cô ấy gặp nhau. Lúc đó Lý đang trong bộ dạng người thất tình. Nói đúng hơn là tình cảm của cô ấy chưa bao giờ được đền đáp lại. Trái đất tròn thật. Hai người yêu đơn phương tưởng như không quen biết, nhưng cuối cùng cũng lại có liên quan tới nhau. Trong ấn tượng của Hoàng, cô gái này hiền lành, dễ thương, nhưng cũng có phần yếu đuối. Cô ấy luôn yêu hết mình, dám đứng lên đấu tranh cho tình yêu. Khi không được đền đáp lại thì chẳng bù lu bù loa hay sử dụng thủ đoạn đê hèn trong tình yêu. Chẳng hiểu sao, cứ nghĩ lại cảnh cô ấy khóc sướt mướt thì Hoàng lại xốn sang khó tả. So với bác sĩ Hòa, hai cảm giác này hoàn toàn khác biệt, mà ngay cả bản thân Hoàng cũng không lý giải nổi. Bác sĩ Hòa là người đầu tiên anh thấy cảm mến, cũng là người mà cả đời anh mang ơn. Cũng có thể chính vì lý do đó nên Hoàng đã nhanh chóng ngộ nhận đó là tình yêu, muốn bảo vệ Hòa để danh chính ngôn thuận chăm sóc cho cô cả đời. Anh cũng đã từng tỏ tình, tất nhiên kết quả là bị cô ấy thẳng thừng từ chối. Cảm giác lúc ấy cũng không quá đau khổ như cách mà Lý thể hiện ra bên ngoài. Tự dưng Hoàng đặt câu hỏi cho riêng mình. Liệu có phải mình yêu Hòa hay đó chỉ là sự thương cảm, sự biết ơn, trân trọng? Anh khẽ thở dài, càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm, không hiểu nổi bản thân mình. Tuy nhiên anh vẫn hy vọng Hòa sẽ nhanh chóng khỏe lại.
cô ấy lại được tiếp tục làm công việc yêu thích của mình. Hoàng cũng đã liên hệ với các bác sĩ có tiếng của nước ngoài để hỏi về tình hình của bệnh của Hòa. Nhưng họ đều nói cô ấy đang tiến triển rất tốt, cứ tuân thủ theo phác đồ điều trị của bệnh viện. Nghe vậy, Hoàng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hôm nay do có người quen nên Hoàng nhanh chóng nghe ngóng được thông tin bố Hòa gặp chuyện. Anh vội vã nhờ người chú bên công an xác minh, còn mình tới tận nhà của nạn nhân chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để họ rút đơn kiện. Sở dĩ Hoàng không muốn làm rầm rộ là bởi vì sợ bố của Hòa bị ảnh hưởng, hơn nữa việc điều tra cũng mất thời gian. Bên gia đình bé gái kia cũng khó khăn, con cái họ lại bị như vậy. Tất nhiên gia đình đó đồng ý ngay lập tức, họ tới đồn công an nói rõ ràng mọi chuyện. Bố Hòa cũng được thả ngay trong chiều tối. Lúc Hoàng lái xe về nhà thì không may suýt đâm trúng phải bà cụ. Anh không muốn đối diện trực tiếp với bố Hòa, cũng căn dặn gia đình nạn nhân tuyệt đối không được nói gì liên quan tới mình. Ông Việt khi được thả ra thì thở phào nhẹ nhõm, còn dặn dò gia đình kia để ý bé gái cẩn thận. Ông tức tốc tới bệnh viện thăm con gái. Ông cũng đoán chắc vợ con mình đang thấp thỏm không yên. Khi thấy chồng lù lù xuất hiện, bà Lĩnh đang cầm hộp cơm rơi luôn xuống đất. Bà mếu máo: "Ông về rồi hả? Sao giờ mới được về? Và lại ông không về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi chăm sóc cho con được rồi." Ông Việt khẽ cười. Ông vội bước nhanh lại, nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương, nổi những đường gân xanh của vợ, rồi nhẹ nhàng an ủi: "Bà lại khóc nữa rồi. Tôi không có sao hết. Yên tâm là mình không làm điều gì xấu, thì sợ gì chứ. Hai mẹ con hôm nay phải ăn hộp cơm đấy hả? Chịu khó ăn nốt bữa giờ. Sáng mai bố nấu một bữa thật ngon, mang vào cho hai mẹ con nhé. Từ bây giờ bố nhận nhiệm vụ đưa cơm." Hỏa cũng sụt sùi: "Bố ơi, con chỉ muốn về nhà. Bố mẹ làm giấy cho con về đi. Bệnh tình của con ổn rồi mà. Chứ bố mẹ đều già, không thể suốt ngày đi đi lại lại thế này, nguy hiểm lắm. Con chưa làm được gì phụng dưỡng cho bố mẹ, suốt ngày khiến hai người lao tâm khổ tứ vì con." "Vớ vẩn, con cứ ở đây yên tâm dưỡng bệnh. Bố mẹ có khổ gì đâu. Ai mà chẳng có lúc ốm lúc đau khốn khó. Gia đình chúng ta là một, tuyệt đối sau này không được nói những lời thừa thãi như vậy nữa, nghe chưa?" Ông Việt nói xong thì ôm vợ con vào lòng. Chưa khi nào họ cảm nhận được sự quan tâm, quan trọng của các thành viên lại lớn như lúc này. Hòa tự hào vì được sinh ra là con của bố mẹ. Cô tự nhủ sau này sẽ chăm sóc bố mẹ thật chu đáo, không bao giờ để họ phải phiền lòng. Bố Hòa nhân cơ hội này nói luôn: "Bố mẹ đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Cả bố lẫn mẹ đều yêu quý bác sĩ Kiên. Mong con hãy cho cậu ấy một cơ hội. Đàn ông tốt hiếm lắm. Đàn ông vừa giỏi lại tốt, nếu như không nhanh chân nắm bắt sẽ có người khác hốt đi ngay. Bố mẹ cũng già yếu, không thể ở mãi bên con được. Sau này con cũng có gia đình, có chồng, có con. Lúc ấy con sẽ hiểu được tâm trạng bây giờ của bố mẹ. Những chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi, đừng có nghĩ ngợi rồi lại làm khổ bản thân mình. Ngay cả bố mẹ thằng Bảo cũng khuyên con hãy tìm hiểu bác sĩ Kiên đấy. Đừng chần chừ con ạ. Có những thứ mất đi rồi mới hối tiếc. Hãy trân trọng khi ông trời ban cho mình." Hòa không đáp lại. Cô biết rằng Kiên là người rất tốt, chu đáo, sẽ rất may mắn khi cô gái nào được làm vợ của Kiên. Các con của anh ấy cũng tự hào vì có người bố như thế. Nhưng trong lòng của cô, tình yêu đã chết. Cô chỉ yêu duy nhất mình Bảo. Nỗi đau mất đi anh ấy vẫn chưa từng nguôi ngoai. Hòa đã rất nhiều lần nói cảm xúc với bố mẹ mình, nhưng hôm nay nhìn mái tóc của cả hai người điểm thêm vài sợi bạc, cô lại không có dũng khí. Những lời từ chối mới tới cuống họng lại bị nuốt ngược vào trong. Cô khẽ gật đầu: "Con sẽ cân nhắc chuyện này. Bố mẹ đừng có buồn nữa. Hai người là tất cả mọi thứ của con." Bà Lĩnh là người xúc động nhất. Bà cứ khóc như mưa. Sáng tới giờ khi nghe tin chồng như vậy, bà như người mất hồn, không có tâm trạng hỏi han con gái, cứ hết đi ra rồi lại đi vào. Bà bình thường ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng hôm nay bà đã muốn gục ngã tại chỗ. Bà hiểu ra rằng có những thứ mình không thể lường trước được, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bà dặn chồng với con hãy sống chậm lại để chăm sóc nhau, tận hưởng cuộc sống này bằng sự biết ơn. Bà cũng nói khi nào Hòa khỏi, cả nhà sẽ làm tour xuyên Việt. Cuộc đời ông bà đã quá vất vả, giờ là lúc nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Hòa cả ngày cứ thắc mắc chuyện bố mình, nhưng khi thấy bố đã bình an vô sự, cộng với thái độ khác lạ của mẹ nãy giờ, thì cô nghĩ tốt nhất là không nên hỏi nữa. Khi nào cần mẹ, cô sẽ tự khắc tâm sự.
Hôm nay cả ba người trò chuyện gần như tới sáng, dường như họ sợ nếu như bỏ lỡ thời gian bên nhau, khi gặp chuyện bất trắc sẽ không còn cơ hội tâm sự, nên cứ trân trọng từng phút giây. Bố mẹ Hòa ôn lại chuyện tình của ông bà thuở xa lắc, xa lơ. Ông Việt còn hào hứng kể lại chuyện tán bà Lĩnh khó khăn thế nào. Có những chuyện ông bà chưa từng kể cho con gái nghe. Hòa ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ, cô cũng đã từng mơ mộng có một tình yêu đẹp như thế. Sáng hôm sau, Kiên đến từ sớm, mang theo cặp lồng cháo. Anh còn tận tay xúc cho Hòa ăn. Hôm nay tự dưng thấy Kiên khang khác, ánh mắt của anh có chút buồn, trầm hẳn so với ngày thường. Kiên cũng không nói chuyện nhiều, mà cứ yên lặng ngồi bên cạnh Hòa. Thấy lạ, cô bỗng hỏi chuyện trước. Có chuyện gì vậy? Tôi thấy anh hôm nay khác lắm. Không có gì. Anh đừng có giấu, nhìn anh là tôi biết rồi. Kiên thở dài, giọng nói buồn bã. Bố anh bị bệnh suy gan giai đoạn cuối, mới đi khám rồi. Mẹ anh hôm nay nghe tin nên tức tốc về ngay. Tại vì ông uống rượu nhiều quá, lần này quỵ luôn đưa đi khám mới biết bệnh. Mọi khi ông cứ ỷ y là khỏe mạnh, mỗi lần ốm đều nhất quyết không đi bệnh viện, mà bảo là mình ốm vặt vãnh thôi. Anh từng nói rất nhiều lần rồi, bỏ rượu bỏ thuốc đi, nhưng bố anh lại ngày càng nghiện nặng. Nói tới đây Kiên bỏ ngỏ, anh ấy chưa khi nào buồn rầu như vậy. Hơn ai hết, Kiên hiểu rằng bệnh tình của mình rất nguy hiểm, thậm chí số ngày ông sống trên đời có thể đếm trên đầu ngón tay. Hòa nhỏ nhẹ. Anh xin phép về một thời gian thăm bác trai đi. Bác ấy chắc bây giờ là đang mong ngóng các con về lắm đấy. Anh cũng muốn về, nhưng mà ở đây... Kiên muốn nói ở đây không có ai chăm sóc cho Hòa, với lại nhiệm vụ kiện của bệnh nhân kia vẫn đang là ẩn số. Nhưng sợ Hòa lại suy nghĩ, nên anh không tiếp tục nói thêm. Hòa lắc đầu. Anh nghe tôi nói này, bây giờ tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng sức khỏe của bác trai. Chúng ta chỉ có duy nhất một bố mẹ. Khi họ không còn nữa thì tất cả thời gian tiền bạc cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Về thăm bố mẹ khi chưa quá muộn. Tôi tin bác trai sẽ khỏe lại, bởi vì bác có một người con vô cùng tốt bụng, cứu giúp biết bao nhiêu bệnh nhân. Anh chính là niềm tự hào của bác ấy. Kiên gục mặt xuống cánh tay của Hòa. Cô hơi nhíu mày vì đau, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Hòa muốn vỗ nhẹ nhẹ vào vai của Kiên để an ủi, nhưng đành bất lực do không cử động được. Cô chỉ có thể dùng lời nói để khích lệ tinh thần của Kiên. Cảm giác đau khổ nhất trên đời chính là khi bản thân mình cứu sống được rất nhiều người, nhưng lại bất lực nhìn người thân yêu nhất của mình ra đi mãi mãi. Lúc ấy chỉ muốn phát điên lên, đập phá tất cả, rồi tự vả vào mặt mà hét lớn rằng bản thân quá vô dụng. Hòa đã từng trải qua, cô biết rõ cảm giác ấy tồi tệ thế nào. Lần đầu tiên nhìn Kiên suy sụp, mắt thâm quầng, mà cô cũng thấy xót xa. Quá khứ của Kiên cũng chẳng hạnh phúc, hào nhoáng gì. Có những nỗi đau mà chỉ bản thân anh mới có thể hiểu được. Kiên luôn giấu kín ở trong lòng, không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Anh hiểu rằng có nói ra cũng chẳng thể thay đổi. Lúc này Liên bước vào, vẫn là dáng vẻ cao ngạo thường thấy. Liên cố ý nói to. Bác sĩ Kiên nay tới sớm thế. Sáng nay anh có ca mổ cho cháu gái của phó giám đốc bệnh viện đấy. Anh nhớ làm cẩn thận vào nhé, chuẩn bị tâm lý cho tốt vào. Ca phẫu thuật rất phức tạp đấy. Các bác sĩ khác đều không muốn dây dưa vào, nên họ đùn đẩy cho anh. Em muốn giúp anh, nhưng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nếu như ngày trước có bác sĩ Hòa, chắc là sẽ không đến mức căng thẳng như vậy. Hòa ghét nhất cái thái độ lúc nào cũng giả vờ giả vịt như vậy. Nếu như ngày thường, Hòa sẽ khách sáo, nhưng bây giờ cô cứ huỵch toẹt. Gớm, nghe bảo là cô sắp lên phó khoa cơ mà. Chẳng lẽ cô lại không tự tin với trình độ của mình như vậy sao? Tôi chỉ là một bác sĩ quèn thôi, làm sao mà dám ảo tưởng như vậy? Liên tức tối nhưng vẫn cố làm ra vẻ hiền lành. Bác sĩ Hòa quá lời rồi. Hòa vẫn miệng lưỡi sắc bén. Nếu như cô thấy không được như tôi nói thì tốt nhất là nên để vị trí phó khoa cho người có tài, có đức đảm nhiệm. Ngay cả bản thân cô còn không thấy mình xứng đáng thì thử hỏi là ai phục nữa. Lúc ấy lại xuất hiện tin đồn vì cô là con gái cưng của trưởng khoa nên mới chiếm trệ ngồi được cái vị trí này thì e là không hay cho lắm. Tôi muốn tốt cho cô nên mới vui mồm nhắc nhở vậy thôi. Thực ra những việc chúng ta đang làm ấy, trời biết đất biết, chỉ lừa được thiên hạ thôi. Liên giận tím mặt, nhưng cô biết nếu bây giờ nổi đoá sẽ rơi vào bẫy của Hòa, nên cứ cố nín nhịn. Dù sao bây giờ Hòa cũng không khác gì một người tàn tật, tương lai của cô còn mù mịt không thể định hình.
Rõ ràng là Hòa không còn là đối thủ đáng gờm như xưa được nữa. Cô ấy càng khiêu khích thì Liên lại càng phải bình tâm lại. Cô bật cười. Hình như bác sĩ Hòa cứ ở yên một chỗ nên đầu óc cũng sinh ra hoang tưởng thì phải. Tốt nhất là cô nên nhờ ai khiêng đi dạo cho thư thái tâm hồn đi. Tôi cảm thấy thương hại cho cô quá. Lần này Kiên cắt ngang lời của Liên. Cô ấy mổ một chỗ nhưng mà trình độ cũng sẽ hơn đầy người. Đừng có nhận xét phiến diện ngông cuồng như thế. Tốt nhất là cô nên về phòng để chuẩn bị mổ cho bệnh nhân đi. Đừng có lãng phí thời gian vào những việc ngoài lề. Cô ấy có thể ung dung ngồi hưởng thụ để giết thời gian mà chẳng ai để ý. Nhưng cô là một bác sĩ, nhiệm vụ của cô là cứu người đấy. Liên như bị tạt nước vào mặt, cô vẫn cứng miệng. Từ lâu khoa đã dâm gian đồn anh yêu đơn phương bác sĩ Hòa, nhưng không được đền đáp. Tôi vẫn nghĩ là họ đoán bừa, nhưng mà hôm nay xem ra đã được chiêm ngưỡng. Tôi thấy anh thật đáng thương đấy. Coi như anh thất bại thảm hại thật. Cô ta chỉ lợi dụng anh thôi, cùng lúc giở trò với cả anh và tên Hoàng kia. Tất nhiên cô ta sẽ nghiêng về người nhiều tiền. Anh chẳng có gì mà đấu lại. Kết cục cũng lại thất tình. Công việc không đâu vào đâu. Anh cam tâm hả? Tôi cam tâm. Kiên không cần suy nghĩ mà trả lời luôn như một quán tính, càng khiến cho Liên nóng máu. Cô hôm nay quyết tâm cho tanh bành mọi thứ, nên được nước lấn tới luôn. Thế không có kết quả mà đâm đầu vào thì gọi là ngu. Là ngu đó, hiểu chưa? Vì một con đàn bà một đời chồng, cái loại lúc nào cũng giả vờ tử tế như nó, bị nó lừa và lại coi như nó như báu vật. Một mặt nó hẹn hò yêu đương với lão Hoàng, mặt khác lại không ngừng lợi dụng anh. Bố mẹ anh chắc gì anh đã lo lắng chăm sóc được như với nó. Họ chắc là thất vọng lắm, bởi vì sinh ra được một đứa con như anh đấy. Cô im đi. Ai nói với cô là anh ấy ngu? Ai nói cô là tôi lợi dụng anh ấy? Chẳng lẽ hai người yêu nhau chăm sóc cho nhau là ngu à? Vậy thì cô nên qua khoa thần kinh để khám thử đi. À quên, thảo nó cô chưa có người yêu là đúng rồi. Theo như cô nói, chắc những đôi yêu nhau thì phải chửi nhau như mổ bò cả ngày. Lúc nào cũng mỗi người ôm điện thoại một góc. Khi ốm đau bệnh tật cũng không cần hỏi han, chăm sóc nhỉ. Cô ở hành tinh nào thì tốt nhất là lượn về đó giùm tôi. Cả thế giới này không thể chứa chấp được cái loại óc bò như cô. Liên bản hoàng sự sốt, cô lắp bắp. Ý cô là hai người đang hẹn hò ấy hả? Hỏa vẫn đanh thép đáp trả. Chẳng lẽ chúng tôi yêu nhau mà cũng phải báo cáo với cô sao? Tốt nhất sau này khi chúng tôi kết hôn ấy, thì cô nhớ đến đấy. Có thể không đem phong bì nhưng cứ tham dự cho chúng tôi được vui. Ngày đó cũng chẳng xa lắm đâu. Thế nên cô cũng chuẩn bị tâm lý là vừa. Nhớ là đừng có sốc quá đấy nhá. Bình tĩnh thôi. Liên ướt nghẹn tới tận cổ. Cô bực bội bỏ đi luôn. Hòa hử lạnh. Gớm, sư tử mà cứ giả nai. Kiên nhéo má cô cưng chiều. Thế bao giờ chúng ta cưới đấy? Công nhận là em miệng lưỡi ngày một sắc bén. Con gái trưởng khoa còn không đối đáp lại được em. Anh phục em sát đất luôn rồi. Lúc này Hòa mới thấy bản thân mình đi xa quá. Cô vội vã chữa cháy. Này, anh đừng có tưởng là thật nhé. Tôi thấy anh bị cô ta bắt nạt nên mới làm thế để giải nguy cho anh thôi. Cô vừa mới dứt lời, thấy miệng mình đã bị chiếm một nửa. Hòa cả người cứng đờ, mắt mở to hết cỡ, cảm giác có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô chỉ biết nằm im chịu trận, chưa thẳng thể nhúc nhích. Khi không tài nào thở nổi, cô mới giãy giụa để thoát khỏi Kiên. Anh ấy từ từ ngồi dậy, vẫn giọng nói nhẹ nhàng. Em nghỉ ngơi đi, anh đi phẫu thuật đã. Lát nữa khi xong việc, anh sẽ qua thăm em. Nhớ là ăn nhiều vào đấy. Đừng có để ý những lời người khác nói. Lúc nào cũng nghĩ tới ngày chúng ta sẽ kết hôn là được. Càng sớm càng tốt. Kiên vừa nói vừa cười rồi quay người rời đi. Hòa ấm ức khi mất nụ hôn một cách lãng xẹt như vậy. Cô gào lên. Đồ điên, đồ biến thái. Khi Kiên đi khỏi, cô lại đờ đẫn nghĩ tới nụ hôn đó. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào, xen lẫn mùi cơ thể đặc trưng. Hòa lắc đầu. Mình điên rồi. Nghĩ cái gì thế này không biết. Mà nãy mình bị bệnh hay sao mà tự dưng phun ra mấy câu vớ vẩn. Trời ơi là trời. Hòa ơi, mày điên quá đi thôi. Bà Lĩnh nãy giờ chứng kiến mọi việc, nhưng nhanh chân lẩn đi mất, bởi vì không muốn phá hỏng cuộc vui của các con. Bây giờ chỉ cần ai chinh phục được trái tim của con gái thì bà đồng ý hết. Bà Lĩnh vừa bước vào đã không ngừng trêu chọc. Con gái của mẹ có thể tiết lộ khi nào làm đám cưới được không? Để mẹ biết đường đi may áo dài trước. Mẹ cũng mong có cháu bế bổng lắm rồi đây này. Những người bằng tuổi mẹ,
Có người đi mẫu giáo, cháu đi mẫu giáo rồi đấy. Hòa mặt đỏ như quả gấc bắt đầu giải thích. Làm gì có chuyện đó, con giờ nằm một chỗ không lết đi đâu được, mẹ tính xa xôi vậy làm gì? Xa xôi gì chứ, bố con chẳng nói là gì. Cái gì đã xác định là quyết liền tay, đừng có chần chừ. Mẹ thấy bác sĩ Kiên là ưng bụng liền, cái gì cũng phù hợp với con hết đó. Yên tâm, giàu nghèo không quan trọng, cốt là người ta có tài lại có chí tiến thủ, lo gì chết đói, vậy mới có hạnh phúc con à. Bà Lĩnh cũng nhân cơ hội này bắt đầu nói một tràng để đả thông tư tưởng cho con gái. Chẳng biết là Hòa có ngấm được chút nào lời mẹ truyền đạt hay không mà cứ ậm ừ cho có lệ. Trong đầu cô vẫn đang vương vấn hình ảnh của Kiên. Cô nhớ lại chuyện bố Kiên bị bệnh thì khẽ thở dài. Ca phẫu thuật tim cho cháu gái phó giám đốc gặp sự cố. Cô bé bị sự cố sốc thuốc nên dù đã cố gắng hết khả năng nhưng cũng mất ngay ở trên bàn mổ. Toàn bộ những người trong ekip đều bàng hoàng, không nói nên lời. Người sốc nhất có lẽ là Kiên. Anh vẫn không thể lý giải nổi mọi thứ tại sao lại diễn ra như thế. Rõ ràng mọi thứ hồi nãy vẫn bình thường, bé gái hoàn toàn tỉnh táo. Kiên ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy trán, miệng không ngừng thốt lên. Sao lại như thế? Rõ ràng trong bệnh án không hề có dị ứng tiền sử với bất cứ thành phần nào của thuốc. Những người khác cũng chỉ biết im lặng. Cánh cửa vừa mở ra thì người nhà bé gái đã ùa vào. Sau khi biết tin con gái không qua khỏi, họ chẳng cần phân biệt đúng sai mà lao vào hành hung Kiên, không ngừng đấm đá rồi chửi rủa. Kiên không hề phản ứng lại, anh ấy cứ nằm đó như người mất hồn. Mãi khi bảo vệ chạy vào giải vây, Kiên mới thoát khỏi đám người đó. Những bệnh nhân khác cũng kéo đến mỗi lúc một đông. Họ quây kín chỗ này, không ngừng bàn tán chỉ trỏ. Trưởng khoa tức giận nên kéo Kiên vào phòng rồi xả một tràng. Ông còn bắt Kiên làm bản tường trình xem tình hình lúc đó ra sao. Chỉ nửa tiếng sau, bên công an cũng đã có mặt. Toàn bộ những người liên quan đều phải về đồn lấy lời khai. Sau cùng, Kiên tá hỏa khi phát hiện ra những người đó đều đồng loạt quy hết trách nhiệm cho mình. Họ nói anh hôm nay tâm trạng không tốt, trong quá trình mổ đã vài lần sai sót. Kiên cười khổ. Anh không ngờ khi gặp nạn, lòng dạ con người lại phơi bày rõ ràng như vậy. Không có bất cứ ai đứng về phía mình. Gia đình bé gái cũng làm đơn kiện, bắt Kiên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Họ nhấn mạnh là không muốn bồi thường mà cần phải trả mạng cho con gái của họ. Kiên bị bắt giữ để điều tra. Khổ nỗi trong phòng không có camera, những người đồng nghiệp lại nằng nặc nói Kiên có tội. Chưa khi nào anh thấy suy sụp, mất niềm tin vào cuộc sống như vậy. Kiên hét lớn. Tôi không làm gì trái với đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên chẳng có ai quan tâm tới anh ấy. Họ đã từng tiếp xúc với nhiều bác sĩ. Mỗi lần nhìn các bác sĩ vướng vào vòng lao lý, ai cũng cảm thấy tiếc hơn là trách cứ. Họ hiểu rằng nghề này chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng con người. Nhưng luật là luật, không thể thay đổi. Các bác sĩ trước khi hành nghề cũng đã được học chắc về tâm lý, khi nào thì tuyệt đối không được tham gia vào ca mổ. Khi nhìn bảng thành tích bề dày của Kiên, ai cũng thở dài tiếc nuối cho một nhân tài. Họ cũng hy vọng Kiên sẽ vô tội để tiếp tục sự nghiệp cứu người. Thông tin bác sĩ Kiên bị tạm giam nhanh chóng lan truyền khắp bệnh viện. Hòa nghe tin dữ thì vội vã gọi mẹ vào để hỏi thăm tình hình. Nhưng bà Lĩnh cũng bất lực. Bà chỉ biết láng máng Kiên phẫu thuật làm chết người nên bị bắt đi luôn. Hòa sực nhớ ra những lời Kiên nói hồi sáng thì giật mình. Chết rồi. Ca phẫu thuật chắc chắn là có vấn đề nên không ai dám nhận. Con bé lại còn là cháu gái của giám đốc. Gia thế chắc chắn là không vừa. Mẹ ơi, lần này anh ấy phải làm sao đây? Mẹ cũng không biết tại sao cậu lại xui xẻo như vậy. Nhưng mẹ tin vào tài năng và đạo đức của con rể mẹ, nhất định sẽ bình yên vô sự. Hòa không nghĩ như vậy, cô lo lắng tới mức cả người run lẩy bẩy. Cô sợ hãi nói tiếp. Mẹ đừng lo cho con, nhờ mẹ gọi điện cho anh Hoàng, anh ấy quen biết rộng, nhờ luật sư vào cuộc, nhanh lên mẹ. Bà Lĩnh thấy con gái như vậy, cũng đoán ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nên vội vã lấy điện thoại của con gái, kiếm số của Hoàng, rồi nhấn nút gọi. Bà đặt điện thoại vào tai của Hòa. Khi thấy Hoàng bắt máy, cô nói luôn. Giúp tôi. Xin anh thuê luật sư giúp tôi. Bác sĩ Kiên bị oan, anh ấy bị người ta hãm hại. Em bình tĩnh nào, rốt cuộc là có chuyện gì? Em phải từ từ kể rõ, anh mới giúp được. Hòa ấm ức kể lại chuyện Kiên phẫu thuật làm chết người.
Cô uất ức tới mức bật khóc. Càng ngày cô càng mất niềm tin vào công lý và cuộc sống. Những người tốt hết gặp chuyện này tới chuyện khác, còn kẻ xấu cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thản nhiên thăng quan tiến chức. Ngay cả vụ tai nạn của cô hiện giờ cũng vẫn chưa được giải quyết. Hoàng vừa nghe và động viên Hòa đừng quá lo lắng, anh sẽ nhờ người dò hỏi chuyện này. Hoàng cũng hứa với cô nhất định sẽ không để bác sĩ Kiên gặp nạn, nếu đúng là anh ấy bị hoan. Hòa vẫn khẳng định chắc nịch: tôi dám lấy danh dự của mình ra để đảm bảo anh ấy bị hãm hại. Anh Kiên không có ai chống lưng, anh ấy cũng là cây gai trong mắt của nhiều người, nên họ nhân cơ hội này muốn đẩy anh ấy đi luôn. Nếu như pháp luật không công tâm thì bác sĩ giả nào còn muốn cống hiến với nghề nữa. Bao nhiêu năm ròng rã cứu người không ai biết, chỉ vì một phút may mắn mà vướng tù tội. Bao nhiêu người xỉ vả chủ dập, công bằng ở đâu? Em đừng kích động. Nhiệm vụ của em bây giờ là ngủ một giấc. Khi nào tỉnh dậy anh sẽ ở cạnh em. Yên tâm đi, chuyện của em cũng sẽ là chuyện của anh. Anh sẽ cố hết khả năng của mình. Nghe Hoàng nói thế, cô cũng có chút yên tâm hơn. Hòa hy vọng lần này Kiên nhanh chóng được rửa sạch tội. Tự dưng cô cảm thấy thương hại cho Kiên. Cô cũng chán ghét cái môi trường đấu đá, chỉ vì danh lợi mà không từ bất cứ thủ đoạn nào để hạ bệ nhau. Bà Lĩnh cứ than ngắn thở dài: con rể của mẹ, phúc lớn, mạng lớn. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mẹ tin nó sẽ sớm được thả thôi. Hòa không nói tiếp, cô cũng không ngừng cầu nguyện. Lần đầu tiên cô cảm thấy lo lắng cho Kiên tới thế. Mọi thứ bất lực, bất lợi đều hướng về anh ấy. Cô cũng không biết mục đích thực sự của bọn chúng là gì. Rõ ràng Kiên là một bác sĩ giỏi, nhưng cũng không đe dọa đến địa vị của họ, càng không tranh giành với bất cứ ai. Cô nghĩ nát óc cũng không tìm được lý do nào thuyết phục. Vừa lúc ấy, Lý Vi Trinh cũng chạy sộc vào, khuôn mặt lấm lem không ngừng thở dốc: anh Kiên sao rồi? Tại sao lại khiêm trọng như thế? Trinh không nghĩ tới những khúc mắc mà chạy bên giường nắm chặt tay Hòa mếu máo: chị có quen ai không? Xin hãy giúp anh ấy. Anh Kiên không cố ý, chắc chắn là bệnh nhân sức khỏe yếu không chịu được nên mới tử vong. Anh ấy tay nghề rõ ràng là không cố ý. Tương lai của anh ấy còn rất dài, không thể vướng vào vòng lao lý được. Nín đi, đừng khóc. Tôi biết là anh ấy vô tội. Tôi cũng đang nhờ luật sư sẽ tham gia vụ này. Nhất định anh ấy sẽ được minh oan. Bác sĩ Kiên không chỉ có tấm lòng Bồ Tát, mà trình độ của anh ấy còn vô cùng xuất sắc. Chuyện không mong muốn trong phẫu thuật cũng có khả năng xảy ra. Nhưng lần này, tất cả mũi dùi đều hướng về anh ấy là không thể chấp nhận. Đúng sai còn phải chờ vào bên công an. Lợi dụng cơ hội để chủ dập người khác thật là hèn hạ và bẩn thỉu. Nghe cô ấy nói vậy, Trinh cũng đỡ lo hơn đôi chút. Cô cũng kể mẹ mình đã về quê để chăm sóc cho bố. Anh em cô đang tính sắp xếp về thì Kiên gặp chuyện. Hiện tại, trai dám nói chuyện với mẹ. Nhưng cô sợ nếu như không được giải quyết kịp thời mà rầm rộ trên truyền thông thì sớm muộn gì mẹ cô cũng biết. Khi ấy chắc chắn là bà không chịu được áp lực. Cả cuộc đời của bà đã phải vất vả hy sinh vì hai anh em cô. Lần này cộng thêm bệnh tình của bố, sợ là bà sẽ gục ngã. Lý nãy giờ chăm chú quan sát Hòa. Cô công nhận là Hòa thật đặc biệt. Cô ấy luôn tính trước sự việc, dù là trong ở hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng không có nao núng. Cô ấy thậm chí không hề biểu lộ cảm xúc hốt hoảng hay lo lắng giống như người bình thường. Cô ấy có khi chất ngời ngời khiến Lý thầm cảm phục. Hóa ra đây chính là nét duyên ngầm mà Kiên mê mệt. Nếu như cô gặp chuyện như thế sẽ khóc bù lu bù loa không ngừng kể lể. Nhưng Hòa chỉ chốt hạ một câu duy nhất: tôi tin anh ấy. Lý biết là mình phải rút lui thật rồi, không còn gì có thể vương vấn. Ngay trong lúc hoạn nạn, cô cũng không biết làm gì giúp Kiên. Anh ấy cần một người như bác sĩ Hòa ở bên. Xét về mọi phương diện, họ đều hợp nhau đến lạ thường. Lý chậm rãi tiến đến, cô nhìn thẳng vào mắt của Hòa rồi nói khẽ: mọi sự nhờ cả vào cô. Hòa cũng liếc nhanh nhìn Lý, cô lẩm bẩm: tiếc là tôi không đi lại được nên không thể kiểm tra được tình hình. Tôi muốn trực tiếp chất vấn ekip tham gia ca mổ. Tại sao lại đồng loạt khai như thế? Nhất định là có kẻ đứng sau giật dây. Tôi đã liên hệ gặp họ, nhờ họ tới đây để đối chất, nhưng chẳng có ai tới. Tôi biết chắc chắn là họ cũng có nỗi khổ riêng của mình nên mới phải làm như vậy. Chỉ cần tra ra được một người thì sẽ ra mọi thứ. Hai người tốt nhất đừng có làm gì hết. Nếu như ai hỏi gì cũng nói là không biết. Mọi chuyện tôi sẽ tự có cách sắp xếp. Chị Hòa ơi, thế anh Kiên có được về không? Hay cứ bị bắt giữ tới khi nào cha ra mới được về? Tạm thời anh ấy chưa được về đâu. Vụ lần này rất phức tạp,
gia thế nạn nhân lại lớn, họ đang làm rùm beng lên với tác động dư luận. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là qua truyền thông đẩy vụ này càng lớn càng tốt. Những bệnh nhân hoặc ai đã tiếp xúc với bác sĩ Kiên sẽ lên tiếng. Vụ án càng tạo được tiếng vang sẽ càng được quan tâm. Chúng đang dùng truyền thông bẩn để xuyên tạc mọi chuyện. Xin gật đầu lia lịa. Em hiểu rồi. Vậy giờ mình phải làm gì hả chị? Lại gần đây. Trinh ghé sát tai vào mặt Hòa. Cô ấy nói rất nhỏ, dường như là chỉ có duy nhất Trinh nghe được. Không biết cô ấy nói những gì mà Trinh gật đầu như búa bổ. Sau khi bàn bạc xong, Trinh còn dặn Hòa phải ăn uống cho nhiều để nhanh được xuất viện. Yên tâm đi, đi nhanh đi, những lời tôi dặn. Em nhớ rồi. Hai người rời đi để lại mình Hòa nằm đó. Cô thở dài rồi trách bản thân mình quá vô dụng. Những lúc này nằm bất động một chỗ, ngay cả điện thoại cũng không thể tự sử dụng. Nghĩ tới đó, Hòa bắt đầu tập di chuyển hai cánh tay. Lúc đầu đau đớn tới mức tái mặt, nhưng cô cương quyết không từ bỏ. Cứ nhích dần thêm một chút, cô muốn nắm chặt bàn tay lại nhưng không thể. Hòa bất lực tới rơi nước mắt. Chưa khi nào bản thân vô dụng như lúc này. Bà Lĩnh bước vào. Bà cả ngày cũng chạy đôn chạy đáo để hỏi thăm tình hình của Kiên. Bố Hòa thì cùng với bố Bảo tới đồn công an xem có tin tức gì quan trọng hay không. Những bệnh nhân đã từng được Kiên cứu chữa ở gần đây, khi nghe tin Kiên vướng vòng lao lý thì ùn ùn mang băng rôn kéo ra đường. Họ đồng loạt kêu oan cho Kiên. Họ tin tưởng bác sĩ Kiên tuyệt đối không thể có sơ suất, mong pháp luật điều tra thật kỹ. Chuyện của Kiên không ngờ nổi nhanh như cồn, trên các diễn đàn mạng cũng không ngừng bàn tán. Rất nhiều hội nhóm lập ra để kêu gọi ủng hộ bác sĩ Kiên. Số thành viên tăng chóng mặt. Những bài, video, hình ảnh và câu chuyện của Kiên cũng được đăng tải. Có những bệnh nhân nghèo không có tiền cũng đã được Kiên bỏ tiền túi ra để đóng viện phí. Họ thậm chí còn chấp nhận sẽ theo vụ kiện này tới cùng, quyết tâm bảo vệ Kiên. Vụ án nóng đến nỗi trên thời sự cũng đã đưa tin. Có lẽ vượt quá sức tưởng tượng của những người không mong muốn. Họ chỉ tính âm thầm đưa Kiên vào chồng, không ngờ lại tạo ra một làn sóng mạnh mẽ tới thế. Tại phòng trưởng khoa, Liên ngồi dựa đầu vào ghế. Cô ta cứ bóp thái dương, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chuyện đó là thế nào hả? Tự dưng anh ta lại thoát nạn. Bác sĩ Chính làm chết người lại được ca tụng như thần tiên. Cái xã hội này loạn thật rồi. Bệnh thì cũng phải phân biệt đúng sai. Cái này cứ bênh bất chấp. Ông Tỉnh không nhịn được. Ông tát thẳng vào mặt của Liên khiến cô choáng váng. Liên còn chưa kịp định thần đã bị căn chửi. Còn không phải là tại mày sao? Ngu hết phần thiên hạ. Tại sao lại thay đổi bệnh án? Tại sao lại thay đổi dị ứng thuốc? Nếu như bên công an tra ra vụ này thì chỉ có nước đi tù mọt gông. Hiểu không? Cứ suốt ngày gây chuyện, không bao giờ chịu học hỏi yên phận một chỗ. Lần này thì hay rồi, nó càng rầm rộ thì những đứa đứng sau lưng sẽ bị phủi ra bằng sạch. Mày tưởng công an họ ngu hả? Lúc này Liên như sực tỉnh, cô cuống quýt bật dậy rồi hỏi. Sao bố biết con có liên quan tới vụ này chứ? Rõ ràng là con đã cẩn thận lắm cơ mà. Sao chăng gì ở đây? Tao không nghĩ là mày càng lúc càng ngu như vậy đấy. Chuyện gì có thể giúp được, chứ chuyện này tao làm sao mà giúp. Chưa kể gia đình con bé kia chưa biết nguyên nhân thực sự phía sau. Nếu nhà nó họ biết rồi thì mày nghĩ tao cũng có được yên thân hay không? Vậy giờ làm sao hả bố? Ông Tỉnh mặc dù tức giận lắm, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, muốn thay đổi cũng không được, nên chỉ đành còn cách cắn răng rồi tìm hướng giải quyết. Ông thở dài. Khôn hồn thì ở yên một chỗ đi. Mai đứng sau vụ này, ai chỉ điểm cho mày làm như vậy? Liên lắc đầu. Không có ai hết. Tại vì con tức hắn ta không coi con ra cái gì. Trước hôm đó con biết ngày mai có ca phẫu thuật này, con có dò hỏi thì mấy bác sĩ kia đều đùn đẩy cho nhau. Con thuận miệng nói hay giao cho bác sĩ Kiên đi. Lúc đầu con tính sửa một chút để làm ảnh hưởng tới anh ta, nhưng không ngờ cái em gái đó lại bị sốc phản vệ rồi tử vong luôn. Con không cố ý, con chỉ muốn chứng tỏ tài năng của mình. Nếu như lúc ấy anh ta không cứu được, con sẽ vào đó tiếp ứng. Nhưng chỉ là không còn sau đó nữa. Con biết lỗi rồi. Mấy ngày qua con cũng không ăn được, không ngủ được. Con biết tội trạng này của con không thể tha thứ. Nhưng bố mẹ chỉ có mình con. Nếu con mà có mệnh hệ gì, ai chăm sóc cho bố mẹ đây? Bố phải cứu con, nhất định là phải cứu con với. Ông Tỉnh nhìn con gái mà thất vọng toàn tập. Nếu như Liên an phận thì đã ngon nghẻ chuẩn bị ngồi vào cái ghế phó khoa,
Chỉ là không ngờ sau đoạn nước rút lại bị ngã ngựa như thế. Ông tỉnh đau đầu không biết phải làm sao cho im vụ này. Ông đứng dậy đi về phòng phó giám đốc để hỏi thăm tình hình. Sơ sở hai người này bằng mặt nhưng không bằng lòng, không ngừng kẹn cửa đấu đá nhau. Ông Trung cười nhạt. Trưởng khoa cũng có hứng thú với vụ này quá nhỉ? Thì cứ đợi công an điều tra thôi, kiểu gì mà chẳng ra chân tướng. Hai trưởng khoa cũng dính dáng nên giờ đây mới lo lắng tới vậy. À quên, trưởng khoa chắc không liên quan, nhưng cô con gái Diệu có khi là có dính đấy. Tương lai con bé còn dài, nếu mà vướng vào pháp luật ý, thì e là mọi công sức đổ sông đổ biển hết. Ông tỉnh toát mồ hôi hột, nhưng không dám đi trực tiếp vào vấn đề mà chỉ dò hỏi. Tất nhiên ông Trung cũng nghe ngóng được tình hình, cộng thêm việc trưởng khoa đích thân tới nơi thì ông chắc chắn suy nghĩ của mình hoàn toàn có cơ sở. Bên ngoài ông cười nói vui vẻ, nhưng thực ra trong lòng không ngừng tính kế. Đã từ lâu ông ấy ngấm ngầm tìm cách hạ bệ trưởng khoa, nhưng chưa có cơ hội để thay đổi. Ông tỉnh nãy giờ vẫn kiếm cớ hỏi xem gia đình nạn nhân tính giải quyết thế nào. Nếu được có thể ngồi lại thương lượng, bởi vì ông không muốn bệnh viện mất đi một nhân tài. Đáp lại, ông Trung chỉ nói bâng quơ. Nếu như ông từ chức trưởng khoa, có khi bên họ lại chấp nhận rút đơn đấy. Câu nói này có sức công phá cực kỳ lớn, khiến ông tỉnh ngỡ ngàng tới trợn trừng mắt. Nụ cười trên môi của ông méo mó. Ông cứ đùa, tôi còn muốn cống hiến cho bệnh viện thêm nhiều năm nữa. Và lại chuyện tôi từ chức hay không thì liên quan gì tới việc gia đình nạn nhân rút đơn kiện? Ông nhìn tôi có giống như đang nói đùa không? Tôi đi có việc đây. Ông cứ thong thả nghiền ngẫm cho kỹ nhé. Nhớ trả lời sớm, chứ không có những chuyện chậm là chết đấy. Không có ai cứu nổi nữa đâu. Vậy đi, tôi xin phép. Ông Trung hả hê bước ra khỏi phòng, trong tâm thế của người chiến thắng. Ông biết nếu như muốn cứu con gái thì chắc chắn trưởng khoa phải quỵ lụy. Toàn bộ cuộc nói chuyện hồi nãy trong phòng trưởng khoa đều được ghi âm lại. Chính ông Trung đã làm điều đó. Ông muốn lật ngửa ván bài này, hạ bệ được trưởng khoa để đưa em trai lên vị trí đó. Ông tin chắc lần này sẽ thành công, bởi vì điểm yếu của ông tỉnh chính là cô con gái. Ông ấy quá nóng lòng dành cái ghế cho con gái mà không ngờ lại mất cái ghế của mình. Chỉ cần ông ấy từ chức thì cái ghế phó khoa kia cũng được sắp xếp cho người khác ngay tức khắc. Ông tỉnh mặt như đưa đám, ông về lại phòng mà đầu óc vẫn cứ lơ lửng trên không trung. Liên biết bố mình đang tức giận thì không dám hỏi han mà cứ lẳng lặng chuồn trước. Cô tức tối nhìn mọi thứ xung quanh, thấy ai cũng không vừa mắt, nhưng vẫn cố nín nhịn. Tự dưng cô lại đi lại qua phòng của Hòa, thấy cô trong phòng một mình thì không kìm được mà vào đó xả giận. Này, dậy mà chữa bệnh đi chứ, dậy mà vênh váo đi, sao cứ nằm một chỗ như tàn phế thế? Hòa bực bội. Cô bị điên à? Suốt ngày ăn không ngồi rồi sẽ đi kiếm chuyện. Đâu có đâu, tôi chỉ muốn nói sự thật, khích lệ tinh thần cho cô, giúp cô mạnh mẽ điều trị bệnh. Cô phải cảm ơn tôi mới đúng chứ. Công nhận là số cô may thật đấy. Thần chết còn chê, huống hồ tôi chỉ là người bằng xương bằng thịt. Cô có biết tôi ghét nhất cái gì của cô không? Tôi ghét sự giả tạo, lúc nào cũng tỏ ra là mình tài giỏi, bài đặt lạnh lùng. Gớm, tưởng vậy mà hay đấy à? May mà lần này bác sĩ Kiên phẫu thuật chứ không người vào nhà đá, chắc chắn là cô đấy chứ không phải là ai khác đâu. Đến nước này Hòa chẳng thể nể nang mà bóp chát luôn. Anh Kiên sẽ không sao hết. Những kẻ giỏi trò tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần đi. Có gì chưa kịp hưởng thụ thì tốt nhất là tận dụng mấy ngày ít ỏi làm cho hết, chứ không sau này vào tù có muốn cũng không làm được đâu. Câu nói này như đả trúng tim đen, làm Liên chột dạ. Cô biết là mình yếu thế hơn, càng nói sẽ càng làm lộ ra những chuyện không nên nói. Tuy nhiên cô cũng không dễ dàng buông tay như vậy. Liên từ từ bước tới, ánh mắt sắc lẹm như dao. Có cần tôi giúp cô không? Hòa nhận ra vấn đề nên hét to. Có ai không? Giúp tôi với. Một nhân viên y tế chạy vào vội hỏi. Sao vậy bác sĩ Hòa? Không để cho cô trả lời, Liên đã đánh tiếng. Không sao đâu. Thôi chúng ta ra ngoài cho bác sĩ Hòa nghỉ ngơi. Cô nằm một mình hay sinh ảo giác? Rõ khổ, từ một người khỏe mạnh bây giờ thành khuyết tật thế này. Liên vừa nói vừa khoác vai cô gái kia ra ngoài. Hòa cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của Liên tới khi đi khuất hẳn. Cô thầm nhủ. Đúng là chột dạ rồi. Cô ta không chờ đợi được cơ hội đã muốn ra tay luôn. Cái loại bỉ ổi, đừng hòng thoát được lưới trời. Nguyên một ngày, Hòa chẳng có tâm trạng nghĩ tới bất cứ chuyện gì hết. Cô
Cô vẫn đau đớn một nỗi lo duy nhất. Dù bên ngoài mạnh miệng là vậy, nhưng sâu thẳm trong tim vẫn là nỗi sợ hãi vô hình. Cô rất sợ lần này Ly Kiên sẽ vướng vào vòng lao lý. Anh ấy cả đời chưa từng làm việc xấu, luôn cống hiến hết mình, không thể để người ta hãm hại. Hòa bất lực vì chỉ có thể nằm yên một chỗ. Nếu như bình thường hoặc chỉ ít đi lại được thì cô có thể giúp Kiên thu thập chứng cứ. Bây giờ cô chẳng dám tin ai ở bệnh viện này. Ngay cả những người tưởng chừng liêm khiết nhất cũng đã nhúng chàm. Chị em tốt của Hòa cũng đứng ra vấy bệnh thanh danh của Kiên. Hòa chua xót khi nghĩ về cuộc đời. Cô không ngờ ma lực của đồng tiền, danh vọng đã lớn tới như vậy. Nó sẵn sàng xô đổ mọi luân thường đạo lý, không còn cái gọi là tình người với người. Thậm chí ngay cả những người đã từng có công rất lớn, có đạo đức, năng lực tốt cũng bị xoáy vào. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến những người đồng nghiệp, những người mà mình tin tưởng nhất cũng không dám đứng ra bảo vệ lẽ phải. Họ vì lợi ích của bản thân mà nhẫn tâm chà đạp người khác xuống vũng bùn. Càng nghĩ cô càng cảm thấy chán nản. Hòa cứ tự hỏi trong đầu: cống hiến để làm gì? Cứu người để làm gì? Hy sinh hết thanh xuân tuổi trẻ, rồi cuối cùng lại bị người ta lên án coi như tội đồ. Nếu như hôm nay là một vụ án chết người khác, là con của một vị cấp cao hơn, thì liệu rằng số phận của bác sĩ ấy sẽ ra sao? Cô chua xót nhớ lại một vị bác sĩ khác. Anh ấy cũng cực nổi tiếng về chuyên môn đạo đức. Chỉ vì anh ấy nhận ca mổ có 20% sự sống nếu như bỏ qua các thủ tục. Tuy nhiên luật lệ là luật lệ. Chỉ vì anh ấy động lòng thương người, xé bỏ thủ tục để bấu víu lấy 20%, nhưng thật nghiệt ngã, kết quả thất bại. Người phụ nữ ấy chết trên bàn mổ. Vị bác sĩ ấy cũng đã phải trải qua một bản án rất lớn trong tù. Lần ấy Hòa đã khóc, bây giờ lại một lần nữa cô thấy bất công. Nếu như xã hội này, nếu như luật pháp không có những quy định rõ ràng bảo vệ cho những bác sĩ, thì sẽ chẳng còn ai dám đi theo đạo đức lương tâm. Họ cứ chăm chăm làm theo từng bước quy định. Có những ca phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm, sự sống và cái chết mong manh như tờ giấy. Nếu bắt họ làm đúng như quy trình thì chắc đã mất mạng khi chưa được lên bàn mổ. Tự dưng cô thấy chán ghét ngành này kinh khủng. Họ đã từng thần tượng coi nó quan trọng hơn cả thanh xuân, vậy mà thực tế đã tạt cho cô một gáo nước lạnh vào mặt. Ngày ngày chứng kiến những sai phạm đấu đá khiến cho cô muốn kiệt sức. Bà Lĩnh nãy giờ cũng nghe ngóng tình hình. Bà lúc nào cũng cầu nguyện cho Kiên thoát được kiếp nạn. Ở bệnh viện bị nhiễu thông tin, mỗi người nói một kiểu khác nhau nên không ai biết tin nào chính xác. Nhưng có một nguồn tin từ Hoàng gọi về, có mấy luật sư giỏi đã nhận ra đứng ra bảo chữa miễn phí cho Kiên. Rất nhiều bệnh nhân đủ các ngành nghề, cấp bậc trong xã hội ký đơn yêu cầu trả lại sự trong sạch cho bác sĩ Kiên. Họ có một niềm tin bất diệt rằng bác sĩ Kiên vô tội. Hàng loạt những video cảm động việc tốt của Kiên khi giúp đỡ bệnh nhân được lan truyền chóng mặt. Trong đó cảm động nhất là hình ảnh anh ấy rút ví ra lấy 500.000 giúp đỡ một ông già ăn xin, khi trong ví của anh lúc đó chỉ có một tờ tiền duy nhất được camera giấu kín đường phố ghi lại. Không hiểu sao có rất nhiều video đủ các nội dung khác nhau được các bệnh nhân chia sẻ rầm rộ. Hàng ngàn những lời kêu cứu khắp cả nước được gửi về, yêu cầu công an làm rõ, nhanh chóng trả lại sự trong sạch cho Kiên để anh tiếp tục cống hiến. Xã hội không thể ngày một thiếu đi được vị bác sĩ tài đức như vậy. Họ còn quả quyết, nếu như nguyên nhân khách quan mà bé gái kia tử vong thì bác sĩ Kiên cũng không có tội. Anh ấy đã làm hết khả năng của mình. Hoàng nghe mẹ kể mà cô cứ xúc động tới rơi nước mắt. Cô mừng vì Kiên có được tình yêu của mọi người. Mấy hôm nay không thấy bóng dáng của anh ấy, cũng không được nghe Kiên nói chuyện, lại không được Kiên xúc cho ăn. Tự dưng cô cảm thấy nhớ, trong lòng như thiếu vắng một khoảng trống vô hình. Hòa cứ mếu máo nhờ mẹ gọi điện cho Hoàng để cô nghe chính xác xem vụ án tới đâu. Rồi cứ nằm một chỗ, rồi mù tịt thông tin như vậy, cô khó chịu lắm. Hoàng không muốn cô lo lắng nên cứ liên tục động viên mọi chuyện vẫn ổn. Anh cũng nhắc cô đừng nghĩ ngợi, tất cả đều trong dự liệu của mình. Nhất định anh sẽ mang bác sĩ Kiên bình an vô sự trở về. Vụ án này vì phức tạp nên rất cần thêm chút thời gian nữa. Hòa cứ liên tục nhắc nhở Hoàng phải cố gắng, dù mất bao nhiêu tiền cũng cố thuê luật sư giỏi. Cô còn tiết kiệm, nếu cần thiết sẽ nhờ mẹ đi rút rồi chuyển cho Hoàng. Nhưng anh chỉ cười xòa. Lúc này cô cũng đã hiểu, trong trái tim của mình, bác sĩ Kiên chiếm một vị trí rất quan trọng. Khi Hoàng cúp điện thoại, cô vẫn lâng lâng, chỉ muốn bây giờ được nghe giọng nói của Kiên.
được biết anh ấy sống thế nào, có ai bị làm khó hay không, có được ăn uống đầy đủ hay không. Như sực nhớ ra điều gì, Hòa lẩm bẩm. Anh ấy ăn chay trường mẹ ạ. Ăn chay thì trong nhà giam, làm gì có đồ mà ăn cơ chứ. Được rồi, Hoàng nói như vậy thì chắc chắn bác sĩ Kiên vẫn ổn. Con đây này, con phải tích cực lên, ăn uống cho mạnh vào, có sức khỏe thì mới nhanh hồi phục được chứ. Người lo lắng nhất có lẽ là Liên. Hôm nay toàn bộ những người trong ca mổ lại bị triệu tập để lấy lời khai. Lần này bằng các nghiệp vụ chuyên môn cộng thêm tài ăn nói sắc bén của luật sư, bọn họ đành phải khai thác mới ban đầu. Hóa ra chính Liên đã mớm lời khai cho họ. Vì không muốn liên lụy nên họ đổ cho bác sĩ Kiên tâm lý không ổn định, không tập trung trong ca mổ, dẫn tới sự việc đáng tiếc. Thực ra khi cuối ca mổ, bệnh nhân đã sốc thuốc, bác sĩ Kiên đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được. Toàn bộ quy trình đều đúng với quy định, kỹ thuật cũng không hề có sai sót. Ngay sau đó, Liên bị triệu tập gấp trong lúc cô ấy đang chuẩn bị bước vào phẫu thuật cho bệnh nhân. Toàn bộ mọi người đều ngỡ ngàng bởi vì không hiểu tại sao Liên lại bị bắt đi. Tuy nhiên, có nhiều công an tới vậy thì họ cũng chắc mẩm được tội của Liên không hề nhẹ. Cô ấy cũng lẽ cũng có liên quan tới vụ tử vong của đứa bé đó. Liên cũng sợ hãi tới mức chân tay run lẩy bẩy, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ làm bình ổn. Cô chắc mẩm là bố sẽ lo lót thành công vụ này, nên vẫn cố gắng hiên ngang để không bị sụp đổ hình tượng. Cô còn tươi cười dặn dò mọi người cứ yên tâm, cô sẽ sớm đi về sớm, giúp các chiến sĩ công an điều tra vụ này, trả lại sự trong sạch cho bệnh viện. Mọi người thấy Liên khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột thì thở phào nhẹ nhõm, không còn xì sầm to nhỏ nữa. Họ cũng đoán được gia thế của nhà Liên lớn như vậy, nếu có lỡ chân thì cũng được người khác cứu vớt. Ông tỉnh sau khi nghe con gái bị bắt thì hoảng hốt tới mức ngã phịch xuống ghế, mồ hôi cứ chảy ra ròng ròng. Ông không ngờ lần này mọi sự lại diễn ra nhanh tới như vậy. Ông cũng biết phó giám đốc không hề đe dọa, nếu như không làm theo yêu cầu của ông ta thì con gái ông sẽ bày bóc bịch dài dài. Tuy nhiên, ông cũng không muốn sự nghiệp bao nhiêu năm gây dựng của mình bỗng chốc bị hủy hoại thành mây khói. Ông cũng không biết liệu rằng mình từ chức thì người kia liệu có giữ lời hứa hay là sẽ trở mặt. Lúc ấy con gái vừa bị đi tù, ông cũng mất chức. Trưởng khoa bị kẹt giữa hai luồng suy nghĩ, ông không biết phải giải quyết thế nào cho hợp lý. Mọi chuyện đang diễn biến chóng mặt, không để ông có cơ hội thăm dò. Chỉ cần đi sai một nước cờ thì cái giá phải trả không hề nhỏ. Ông ngồi bần thần cả nửa tiếng đồng hồ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, xóa tan dòng suy nghĩ. Thấy số của ông Trung, ông đoán chắc là người đó đang hối thúc mình xin nghỉ việc nên chẳng muốn nghe máy, bởi vì ông biết nếu lần này nghe thì phải đưa ra quyết định cuối cùng. Đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn gọi lại. Tới cuộc gọi thứ 5 thì ông ấy đành phải nghe máy. Một giọng nói cười giòn tan vang lên. Công nhận là chúng ta có thần giao cách cảm đấy. Tôi đang nghĩ cuộc gọi này ông không bắt máy thì chặn luôn. Ai ngờ vẫn còn cơ hội nói chuyện. Tôi mới nghe chuyện con gái của ông rồi. Tiếc thật đấy. Nghe bảo chắc là phải 20 mấy cuốn lịch là ít nhất. Nếu như bên gia đình nạn nhân mà nặng tay thì có khi còn hơn. Trời ơi, một cô gái liễu yếu đào tơ sao mà chịu được cực khổ như thế chứ. Chưa kể trong tù lại còn đủ các hình thức xử phạt hội chị em trong đó. Toàn những người có máu mặt thôi, tiền án tiền sự đầy mình. Chà chà, nghĩ thôi mà cũng đủ dùng mình. Tốt nhất đứa con gái này nên bỏ đi. Ông nên kiếm một cô gái chân dài, xinh đẹp mà kiếm đứa con. Sau này già còn nhờ cậy cho nó nương tựa được. Chứ bây giờ ông giống như người già neo đơn, tiền tài chết cũng đâu có đem xuống hố chôn cùng được đâu. Ông tỉnh giận sôi sục nhưng lại không thể mở lời phản kháng. Những lời đe dọa kia càng làm cho ông thêm bất an về số phận của con gái. Ông biết rằng nếu như bây giờ không quyết định thì sẽ muộn mất. Ông nghiến răng. Nếu tôi từ chức thì ông có dám đảm bảo rằng con gái của tôi được vô tội hay không? Gia đình nạn nhân có rút đơn kiện hay không? Ông làm quái sẽ có tư cách mà ra điều kiện với tôi. Những gì cần nói hôm qua tôi đã nói hết rồi. Ông muốn quyết định thế nào thì mặc ông, tôi bận lắm. Tôi cúp máy đây. Khoan đã. Xin ông hãy nói giúp gia đình bên kia rút đơn. Chúng ta có thể thương lượng. Chỉ cần con gái của tôi được bình yên thoát ra ngoài thì chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý, bao gồm cả yêu cầu của các người. Ông Trung lại phá lên cười. Ông làm tôi bất ngờ quá. Công nhận là hổ dữ không nỡ ăn thịt con, huống hồ con người.
Nể tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, tôi sẽ lựa lời nói với gia đình nạn nhân, đồng thời sắp xếp cho hai bên gia đình gặp mặt thương lượng. Chuyện từ chức ông cũng soạn sẵn đơn đi và ký trong chiều nay. Nhanh còn cứu được, chậm quá bên công an họ khui hết ra, có trời mà cứu. Người kia cũng cúp máy luôn, để mặc cho trưởng khoa cứ ngây ngốc. Ông nhìn máy tính rồi lại thở dài. Ông vẫn còn đang muốn tham vọng vị trí cao hơn, chứ không phải là cái chức trưởng khoa nhỏ nhoi này. Ông không biết rằng đây chỉ là cái bẫy được răn sẵn, chỉ chờ ông nhảy vào sẽ bị tóm gọn. Nhưng lúc này không còn đường lui, ông chỉ biết trách cô con gái ngu ngốc của mình, lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện. Ngay trong buổi chiều, ông tỉnh, nộp đơn từ chức. Ban lãnh đạo cũng không quá bất ngờ, vì họ nghe dâm gian tin này từ vài tháng trước, nhưng lúc ấy chỉ là đoán tin đồn thất thiệt. Tất nhiên ai cũng vui như mở cờ trong bụng, vì hạ được đối thủ đáng gờm, cánh cửa của nhiều người sẽ được mở rộng thênh thang. Ông tỉnh trong suốt quá trình làm trưởng khoa cũng gây thủ chuốc oán với bao nhiêu người. Lần này nhìn ông ấy như vậy, bọn họ lại càng được dịp hả hê, trong khi bề ngoài vẫn giả mèo khóc chuột. Ông tỉnh cũng nhờ ông Trung gặp mặt bên gia đình nạn nhân, nhưng họ lấy lý do đi làm lễ cho linh hồn đã mất của cô con gái, nên không rảnh rỗi và hẹn khi khác. Ông mang bộ mặt buồn thiêu tới đồn công an với mong muốn được gặp con gái, nhưng đang trong quá trình thẩm tra nên ông cũng không được phép vào. Ông tỉnh một mình lái xe ở trên con đường đông đúc người qua lại. Chưa khi nào ông thấy bản thân thất bại như bây giờ. Cảm giác ông trắng tay, thất bại ê chề, không còn bất lực, động lực gì hết. Ông cứ lái xe đi mãi, tới khi suýt tông vào giải phân cách mới bừng tỉnh. Liên ở trong đó, lúc đầu cương quyết không khai để chờ đợi luật sư. Nhưng chục phút sau, có bao nhiêu cũng khai bằng sạch. Toàn bộ quá trình chỉnh sửa bệnh án cũng được cô ta thực hiện một cách tỉ mỉ. Liên cứ liên tục nói mình không cố ý. Cô đã có công cứu sống rất nhiều bệnh nhân. Chẳng qua lần này cô muốn chứng tỏ tài năng của mình nên mới sai phạm. Hơn nữa, bệnh nhân cũng trong tình trạng bệnh hiểm nghèo, chứ không thể đổ hết tội trạng lên đầu cô được. Những người ở đây nghe Liên nói như vậy thì lắc đầu ngán ngẩm. Họ không nghĩ tới mức này mà cô vẫn còn ngoan cố, không chịu hối lỗi. Một con người quá tham vọng, bất chấp thủ đoạn, thậm chí cả tính mạng của bệnh nhân chỉ để thỏa mãn cái gọi là chứng minh khả năng của mình. Cô ta còn ảo tưởng leo lên cái vị trí phó khoa. Nếu như vụ này không được phanh phui mà để Liên ngồi lên vị trí đó thì chắc hẳn là sẽ còn nhiều bác sĩ khốn khổ vì bị cô ta bắt nạt và chủ dập. Liên không hề biết ăn năn hối lỗi, mặt vẫn vênh váo và coi trời bằng vung. Một nữ công an không kìm được mà buột miệng: để tôi coi cô vênh váo được tới khi nào. Bố cô là trưởng khoa, chứ dù cô là chủ tịch thành phố cũng không cứu được cô đâu. Càng ngày, vụ án của Kiên càng nóng hơn bao giờ hết. Dư luận xã hội cũng được đẩy lên đỉnh điểm. Đâu đâu mọi người cũng bàn tán sôi nổi. Họ cứ kêu gọi tìm bằng chứng để mong Kiên được vô tội. Sau khi có nguồn tin Liên bị bắt, nhóm anti cô cũng mọc như nấm sau mưa. Bọn họ đua nhau kể lể, không ngừng xỉ vả Liên không thương tiếc. Họ chắc mẩm tất cả mọi sóng gió đều từ cô gái này mà ra. Cô là chủ mưu hãm hại bác sĩ Kiên. Có lẽ vì ganh tị tài năng hoặc là đua nhau chức quyền nên mới thế. Hiếm người biết rằng vì không chiếm được tình yêu của bác sĩ Kiên nên Liên mới điên cuồng như thế. Cô cũng không ngờ sự việc lần này lại bị đẩy đi quá xa đến mức không có ai cứu vãn được. Cuộc chiến mà bác sĩ Kiên không hề đơn độc. Anh được rất nhiều người bảo vệ, ủng hộ, sẵn sàng làm mọi thứ để minh oan cho anh. Và cũng sau sự việc lần này, tình cảm của anh với bác sĩ Hòa cũng bước sang một trang khác. Bất cứ giờ phút nào Hòa cũng nhớ tới anh, cầu mong Kiên nhanh chóng được thoát tội. Trong hình ảnh của Kiên xuất hiện với tần suất mỗi lúc một nhiều. Gặp ai cô cũng hỏi tình hình của Kiên, nhưng không có ai biết. Cô cũng nhờ mẹ gọi điện cho Phong và nhờ cậy đủ chuyện. Mới có mấy ngày không được gặp Kiên mà cô thấy mình nhớ bóng dáng, giọng nói ấy quá. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.